Mời quý vị và các bạn theo dõi buổi truyền hình trực tiếp kết quả quay số mở thưởng vé xổ số truyền thống tỉnh Quảng Nam loại có 6 chữ số dự thưởng thứ ba ngày 18 tháng 10 năm 2022, ký hiệu QNA 42, mệnh giá 10.000 đồng. Buổi quay số mở thưởng hôm nay, thành phần hội đồng giám sát xổ số gồm có đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, đại diện Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam, đại diện Thanh tra tỉnh Quảng Nam, đại diện Công an tỉnh Quảng Nam, đại diện Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam và cuối cùng là đại diện lãnh đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Quảng Nam. Mở đội quay số mở thưởng vào vị trí để thực hiện kiểm tra lồng cầu và các quả cầu, lần lượt bỏ vào lồng cầu các quả cầu có số thứ tự từ 0 đến 9. Trước tiên là quả cầu số 0. Quả cầu số 1. Quả cầu số 2. Quả cầu số 3. Quả cầu số 4. Quả cầu số 5. Quả cầu số 6. Quả cầu số 7. Quả cầu số 8. Quả cầu số 9. Phần kiểm tra lồng cầu và các quả cầu đã xong. Sau đây là phần quay số lần lượt từ dãy 8 đến dãy đặc biệt. Chúc các bạn may mắn. Trước hết là phần quay số cho dãy 8. Dãy 8 được tính 2 lồng cầu và quay 1 lần. Lồng quay số cho dãy 8 bắt đầu. Kết quả của dãy 8 gồm các số 8, 3, tức là 83. Tiếp theo là phần quay số cho dãy 7. Dãy 7 được tính 3 lồng cầu và quay 1 lần. Lồng quay số cho dãy 7, bắt đầu. Xin được nhắc lại, kết quả của dãy 8 gồm các số 8, 3, tức là 83. Kết quả của dãy 7 gồm các số 2, 7, 6, tức là 276. Tiếp theo là vòng quay số cho dãy 6. Dãy 6 được tính 4 lồng cầu và quay 3 lần. Vòng quay thứ nhất của dãy 6 bắt đầu. Xin được nhắc lại, kết quả của dãy 7 gồm các số 2, 7, 6, tức là 276. Kết quả lần quay thứ nhất của dãy 6 gồm các số 1, 1, 0, 8, tức là 1.108. Tiếp theo là lần quay thứ hai của dãy 6, lần quay thứ hai bắt đầu. Xin được nhắc lại, kết quả lần quay thứ nhất của dãy 6 gồm các số 1, 1, 0, 8, tức là 1.108.
Kết quả lần quay thứ hai của dãy 6 gồm các số 1, 9, 9, 0, tức là 1990. Tiếp theo là lần quay cuối cùng của dãy 6. Lần quay cuối cùng bắt đầu. Xin được nhắc lại kết quả lần quay thứ hai của dãy 6 gồm các số 1, 9, 9, 0, tức là 1990. Kết quả lần quay cuối cùng của dãy 6 gồm các số 0, 8, 0, 8, tức là 0808. Tiếp theo là còn quay số cho dãy 5. Dãy 5 được tính 4 lồng cầu và quay 1 lần. Lần quay số cho dãy 5 bắt đầu. Xin được nhắc lại kết quả lần quay cuối cùng của dãy 6 gồm các số 0, 8, 0, 8, tức là 0808. Kết quả của dãy 5 gồm các số 4, 6, 9, 1, tức là 4691. Tiếp theo là phần quay số cho dãy 4. Dãy 4 được tính 5 lồng cầu và quay 7 lần. Lần quay thứ nhất của dãy 4 bắt đầu. Xin được biết lại kết quả của dãy 5 gồm các số 4, 6, 9, 1, tức là 4691. Kết quả lần quay thứ nhất của dãy 4 gồm các số 9, 5, 4, 0, 5, tức là 95.405. Tiếp theo là lần quay thứ hai của dãy 4. Lần quay thứ hai bắt đầu. Xin được nhắc lại kết quả lần quay thứ nhất của dãy 4 gồm các số 9, 5, 4, 0, 5, tức là 95.405. Kết quả lần quay thứ hai của dãy 4 gồm các số 5, 2, 6, 7, 2, tức là 52.672. Tiếp theo là lần quay thứ ba của dãy 4. Lần quay thứ ba bắt đầu. Xin được nhắc lại kết quả lần quay thứ hai của dãy 4 gồm các số 5, 2, 6, 7, 2, tức là 52.672. Kết quả lần quay thứ 3 của dãy 4 gồm các số 4, 9, 9, 8, 4, tức là 49.984. Tiếp theo là lần quay thứ 4 của dãy 4. Lần quay thứ 4 bắt đầu. Xin được nhắc lại kết quả lần quay thứ 3 của dãy 4 gồm các số 4, 9, 9, 8, 4, tức là 49.984. Kết quả lần quay thứ 4 của dãy 4 gồm các số 3, 1, 1, 5, 6, tức là 31.156. Tiếp theo là lần quay thứ 5 của dãy 4. Lần quay thứ 5 bắt đầu. Xin được nhắc lại kết quả quay thứ 4 của dãy 4 gồm các số 3, 1, 1, 5, 6, tức là 31.156. Kết quả lần quay thứ 5 của dãy 4 gồm các số 5, 1, 2, 3, 4, tức là 51.234.
là lần quay thứ 6 của giải tư. Lần quay thứ 6, bắt đầu. Xin được nhắc lại kết quả lần quay thứ 5 của giải tư cùng các số 5, 1, 2, 3, 4, tức là 51.234. Kết quả lần quay thứ 6 của giải tư gồm các số 2, 7, 7, 6, 5, tức là 27.765. Tiếp theo là lần quay cuối cùng của giải tư. Lần quay cuối cùng, bắt đầu. Xin được nhắc lại kết quả lần quay thứ 6 của giải tư gồm các số 2, 7, 7, 6, 5, tức là 27.765. Kết quả lần quay cuối cùng của giải tư gồm các số 6, 4, 5, 7, 3, tức là 64.573. Tiếp theo là phần quay số cho giải 3. Giải 3 được tính 5 lồng cầu và quay 2 lần. Lần quay thứ nhất của giải 3, bắt đầu. Xin được nhắc lại kết quả lần quay cuối cùng của giải tư gồm các số 6, 4, 5, 7, 3, tức là 64.573. Kết quả lần quay thứ nhất của giải 3 gồm các số 0, 6, 7, 4, 1, tức là 60.6741. Tiếp theo là lần quay cuối cùng của giải 3. Lần quay cuối cùng, bắt đầu. Xin được nhắc lại kết quả lần quay thứ nhất của giải 3 gồm các số 0, 6, 7, 4, 1, tức là 60.6741. Kết quả lần quay cuối cùng của giải 3 gồm các số 4, 9, 5, 7, 4, tức là 49.574. Tiếp theo là phần quay số cho giải nhì. Giải nhì được tính 5 lồng cầu và quay 1 lần. Lần quay số cho giải nhì, bắt đầu. Xin được nhắc lại kết quả lần quay cuối cùng của giải 3 gồm các số 4, 9, 5, 7, 4, tức là 49.574. Kết quả của giải nhì gồm các số 8, 3, 5, 0, 6, tức là 83.506. Tiếp theo là phần quay số cho giải nhất. Giải nhất được tính 5 lồng cầu và quay 1 lần. Lần quay số cho giải nhất, bắt đầu. Xin được nhắc lại kết quả của giải nhì gồm các số 8, 3, 5, 0, 6, tức là 83.506. Kết quả của giải nhất gồm các số 3, 8, 7, 6, 1, tức là 38.761. Và cuối cùng là phần quay số dành cho giải đặc biệt. Giải đặc biệt được tính 6 lồng cầu và quay 1 lần. Lồng quay số cho giải đặc biệt, bắt đầu. Xin được nhắc lại kết quả của giải nhất gồm các số 7, 6, 1, tức là 38.761. Kết quả của giải đặc biệt gồm các số 5, 9, 4, 5, 4, 8, tức là 594.548. Xin được nhắc lại kết quả của giải đặc biệt gồm các số 5, 9, 4, 5,
48 tức là 594.548. Giải phụ đặc biệt dành cho những vé chỉ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt. Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn nhưng chỉ sai một chữ số ở bất kỳ hạng nào còn lại so với giải đặc biệt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi buổi truyền hình trực tiếp kết quả mở thưởng vé số truyền thống tỉnh Quảng Nam. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.